Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị chuyên gia giao kéo gọi tên, hé lộ dung mạo thật sự là hai trong số những mỹ nam hàng đầu showbiz hiện nay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ít lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau thành công vang dội của web drama Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Cả hai trở thành những cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhanh chóng được xếp vào hàng đỉnh cấp lưu lượng sở hữu triệu fan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng mang đến cho hai mỹ nam này hàng loạt thị phi rắc rối. Đầu tiên là Vương Nhất Bác bị soi trình độ học vấn kém. Theo thông tin được blogger tiết lộ, ngay từ hồi cấp 2, Vương Nhất Bác đã được công ty giải trí Yuehua phát hiện ra tài năng và đưa sang Hàn Quốc để đào tạo. Sau đó, tài tử Trần Tình Lệnh tiếp tục theo học tại trường cấp 3 Hanlim. Khác với nhiều ngôi sao khác, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vương Nhất Bác quyết định không học đại học để tập trung vào việc phát triển sự nghiệp idol. Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng tỏ ý chê bai trình độ học vấn của anh, thậm chí nhiều người bày tỏ nghi ngờ Vương Nhất Bác chưa học hết cấp 3 tại Hàn. Không dừng lại ở đây, Vương Nhất Bác còn bị nghi đụng chạm giao kéo. Cụ thể, cư dân mạng nghi ngờ nam diễn viên đã chỉnh sửa cánh mũi cũng như sửa mắt khi so sánh với những hình ảnh trong quá khứ. Ngay sau đó không lâu, Tiêu Chiến cũng bị vướng vào ồn ào tương tự. Theo đó, một cư dân mạng đã so sánh ảnh Tiêu Chiến trước đây với hiện tại, đồng thời khẳng định anh đã sửa mắt. Sau khi tin đồn được phát tán, người hâm mộ Tiêu Chiến tỏ ra bức xúc và khẳng định nam diễn viên chưa từng đụng chạm giao kéo. Theo đó, gương mặt Tiêu Chiến có sự thay đổi theo thời gian, hoàn toàn nhờ vào việc giảm cân. Được biết, Tiêu Chiến đã phải giảm khoảng 20kg trước khi dấn thân vào showbiz. Đồng thời, khi đóng Trần Tình Lệnh, nam diễn viên chỉ nặng vào khoảng 50kg. Các fan cũng chia sẻ lại loạt ảnh ngày xưa, chứng minh Tiêu Chiến sở hữu mắt hai mí từ nhỏ và khẳng định giảm cân có thể so sánh với phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể nói với những nghệ sĩ nổi tiếng, bất kỳ thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên diện mạo đều khiến khán giả quan tâm và đặt câu hỏi liệu rằng họ có sử dụng dao kéo để thăng hạng nhan sắc. Trên thực tế, có rất nhiều người nổi tiếng đã thực sự làm điều đó, nhưng một số khác thì không. So với netizen chỉ dùng mắt thường để quan sát, các bác sĩ, chuyên gia trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có cái nhìn chính xác và khách quan hơn về độ sửa sang khuôn mặt của một người. Mới đây, một bác sĩ thẩm mỹ có thâm niên hơn 10 năm trong nghề đã nói về trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ trong ngành giải trí, đồng thời tiết lộ nhiều bí mật trong ngành. Tại cuộc trò chuyện, bác sĩ thẩm mỹ này đã lấy ví dụ để phản bác việc dùng mắt thường để đánh giá về gương mặt của một người, trong đó có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bác sĩ cho biết, giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mọi người đều nghĩ họ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đó thực sự là vẻ đẹp tự nhiên. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ này đã lấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm ví dụ vì trên thực tế có quá nhiều người trên internet cho rằng họ đã đụng chạm giao kéo. Sau khi Trần Tình Lệnh trở nên nổi tiếng, netizen bắt đầu đào lại những hình ảnh trong quá khứ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, so sánh chúng với hiện tại và tìm ra điểm khác nhau dù là nhỏ nhất. Sự chú ý càng cao thì nghi ngờ càng lớn. Nhiều người thực sự tin rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phẫu thuật. Cụ thể, Tiêu Chiến đã cắt mí mắt, còn Vương Nhất Bác thì phẫu thuật để thu nhỏ cánh mũi. Netizen còn đào ra hẳn những bức ảnh so sánh làm bằng chứng ngày ấy bây giờ. Tuy nhiên, bác sĩ thẩm mỹ cho rằng tất cả lời đồn trên chỉ là giả. Để làm rõ điều đó, bác sĩ lại lấy Trương Tử Di làm ví dụ về việc trước và sau khi trang điểm là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước khi trang điểm, Trương Tử Di trông tương đối bình thường, nhưng sau khi trang điểm, cô lập tức trở thành một minh tinh quốc tế. Vì thế, sự khác biệt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác so với quá khứ chỉ là do trang điểm tạo nên mà thôi. Tuy nhiên, các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cũng cho biết không phải nữ minh tinh nào cũng khiến mình đẹp hơn nhờ trang điểm. Do đó, một số nữ minh tinh vẫn chọn phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp, và một số sao nữ thực sự phẫu thuật một số bộ phận mà người khác thậm chí không thể nghĩ ra, chẳng hạn như chân tóc hay những thứ tương tự. Không chỉ vậy, bác sĩ thẩm mỹ còn thừa nhận một số nữ diễn viên thực sự ghê gớm và tàn nhẫn với bản thân. Tôi thấy họ chẳng sợ đau gì cả, cũng chẳng sợ tốn tiền, miễn là đẹp. Chỉ cần có thể trở nên xinh đẹp, đau đớn về thể xác và tổn thất tài chính đều là mây khói.